Thưa quý vị, hôm nay 3 tháng 2, trong không khí chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 vừa tổ chức thành công, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cũng chào mừng 91 năm Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng trưởng thành vững mạnh, lãnh đạo đất nước, dân tộc vượt qua biết bao thác ghềm để Việt Nam có được vị thế hôm nay. Trong thành quả chung của đất nước, Bà Rịa Vũng Tàu cũng khẳng định cực tăng trưởng quan trọng. Kết thúc nhiệm kỳ 6 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đưa Bà Rịa Vũng Tàu trở thành địa phương nằm trong top 3 đóng góp cho ngân sách quốc gia lớn nhất, một trong những địa phương liên tục dẫn đầu về thu hút đầu tư. Địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao gấp 2 lần mức bình quân chung cả nước. Năm 2020 đầy biến cố vì đại dịch thiên tai, nhưng Bà Rịa Vũng Tàu vẫn vững về đích với mức tăng trưởng kinh tế 3,68%. Ngay từ đầu năm 2020, dịch COVID-19 đã bùng phát. Là tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển và du lịch, trên 80% sản phẩm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, kinh tế Bà Rịa Vũng Tàu lần đầu tiên tăng trưởng âm 6 tháng liên tục. 83.000 lao động, trong đó hơn 45% lao động trong các doanh nghiệp phải ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh. Khi đại dịch dần được kiểm soát, kinh tế Bà Rịa Vũng Tàu nhanh chóng lấy lại tâm thế, nhất là những tháng cuối năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp trừ dầu khí đến cuối năm 2020 đã tăng lên 8,59% so với năm 2019. Công suất bình quân đạt 25.000 tấn sản phẩm hạt nhựa một tháng. Giai đoạn này, dự kiến tới tháng 9 năm 2021, nhà máy sẽ đi vào hoạt động giai đoạn 2, nâng công suất lên 600.000 tấn một năm. Sản lượng hàng hóa thông qua cụm cảng cái mép Thị Giải đạt 7,2 triệu tiêu, và tính tổng khối lượng hàng hóa xếp dỡ cả tàu biển lẫn xà lan đạt đến 107,6 triệu tấn. Khi Covid xảy ra, chúng tôi đánh giá tác động sẽ rất là khốc liệt đối với ngành hàng hải. Nhưng thực tế từ giữa năm trở đi thì cái sản lượng đi qua CMIT nói riêng và cái mép Thị Vải nói chung đã tăng trưởng theo một tốc độ không ngờ. Tính đến hết năm 2020, vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đã giải ngân trên 70%. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn do trung ương đầu tư đạt 72% và 100% vốn ODA được giải ngân. Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo thúc đẩy các dự án trên cơ sở tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để nhằm thúc đẩy cái phát huy cái nguồn lực đất đai là phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong vô vàn khó khăn, Bà Rịa Vũng Tàu vẫn duy trì được nguồn thu trên 77.420 tỷ đồng và đặc biệt thu nội địa đạt trên 40.200 tỷ đồng là một nỗ lực rất lớn. Bằng sự dốc sức của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo điều hành quyết liệt, tập trung đúng hướng của Đảng bộ chính quyền tỉnh mà kết thúc năm 2020, kinh tế Bà Rịa Vũng Tàu tăng trưởng vượt bậc, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Từ tỉnh ủy đến Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đã có sự nỗ lực vào cuộc một cách nhanh chóng với những giải pháp rất quyết liệt và cụ thể, khả thi, đồng bộ và cao hơn cả đó là sự đồng thuận của cả nhân dân, sự sáng tạo và sự linh hoạt của doanh nghiệp thì chúng ta sẽ đạt được kết quả cao hơn chúng ta mong muốn. Dù dịch bệnh, thiên tai chất chồng, gánh nặng an sinh, nhưng 2020 lại là năm khơi nguồn mạnh mẽ những giá trị truyền thống cao đẹp, qua đó bồi đắp thêm niềm tin vào đảng chính quyền. Từ thành thị đến nông thôn, đầu đầu cũng xuất hiện những quán cơm miễn phí, phiên chợ không đồng, những hoạt động hỗ trợ lương thực thực phẩm cho hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh. Tỉnh cũng đã chi gần 100 tỷ đồng cho hơn 46.000 đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo chuẩn tỉnh giảm chỉ còn 0,8%, tỉnh không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Năm 2020, trong bối cảnh nhiều khó khăn phức tạp do đại dịch tác động liên tiếp, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 trên địa bàn tỉnh vẫn tổ chức đúng thời gian, quy trình, quy định đã tiếp thêm nguồn năng lượng, thêm hy vọng cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân vào những hoạch định mới. Đại hội Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để không chỉ đảng viên mà mọi tầng lớp nhân dân thêm soi rọi về nhận thức, niềm tin vào đảng. Thành quả một nhiệm kỳ và cả chặng đường xây dựng phát triển của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, dùng đất Bà Rịa Vũng Tàu khắc họa đậm nét cũng là để các thế hệ đảng viên thêm trách nhiệm kế thừa xứng đáng. Không ngừng lớn mạnh, đến nay, toàn Đảng bộ Bà Rịa Vũng Tàu có 563 tổ chức cơ sở đảng, gần 44.000 đảng viên. Riêng năm 2020, có 750 đảng viên mới kết nạp. Đội ngũ cán bộ đảng viên thường xuyên nâng tầm về trình độ, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm. Công tác kiểm tra giám sát trong đảng
luôn được thực hiện chủ động và mở rộng trên nhiều lĩnh vực theo phương châm tiếp cận nhanh, kết thúc sớm, kết luận rõ ràng. Từ Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, cơ cấu nhân sự trong ban chấp hành các đảng bộ có những thay đổi phù hợp với bối cảnh mới. Tỷ lệ cán bộ nữ trong ban chấp hành tăng lên 15%, cán bộ trẻ chiếm trên 10%. Điểm mới đặc biệt là cùng với việc thông qua nghị quyết tại đại hội, các đảng bộ cũng thông qua chương trình hành động triển khai nghị quyết. Với nghị quyết đảng bộ tỉnh khóa 7, mục tiêu tổng quát ở nhiệm kỳ 2020-2025 xác định tiếp tục xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, đưa Bà Rịa Vũng Tàu vào nhóm các tỉnh thành dẫn đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người. Trên cơ sở này, trong chương trình hành động của tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị địa phương được giao ngay từng nhiệm vụ cụ thể để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Để nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống thì Ban Thường vụ Huyện ủy và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cũng đã xây dựng các chương trình đề án, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp thắng lợi và hiệu quả. Thì Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của nhân dân chủ động phối hợp với chính quyền các cấp phát động rộng rãi trong phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện chương trình hành động. Thành quả Bà Rịa Vũng Tàu đạt được ở điểm cuối hành trình năm 2020 chính là minh chứng, cũng là động lực thúc đẩy đảng bộ, chính quyền, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn bứt phá mạnh mẽ ở năm mới 2021, năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, đặc biệt với Bà Rịa Vũng Tàu tròn 30 năm xây dựng phát triển. Thành quả Bà Rịa Vũng Tàu đạt được ở điểm cuối hành trình năm 2020 là minh chứng, cũng là động lực thúc đẩy đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn trong hành trình năm mới 2021.